đang có mặt trước Dinh Độc Lập, Sài Gòn, sáng ngày 4 tháng 5 năm 2017. Đang đi trên đường này là đường Thống Nhất ngày xưa, bây giờ là đường Lê Dừng. Vẹo trái đây là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày xưa có tên là đường Công Lý. Phía trước đây là ngã tư với đường Lý Tự Trọng, ngày xưa là đường Gia Long, thì bên trái là Dinh Gia Long nè, bây giờ nó là bảo tàng thành phố. Góc bên phải là thư viện quốc gia, ngày xưa bây giờ là thư viện tổng hợp. Rồi phía trước đây góc đường ngã tư với đường Lê Thánh Tôn. Ra đây là đường Lê Lợi nữa vậy. Bên phải cái gì là chợ Bến Thành. Rồi qua đây là đường Lê Lai. Bên phải đó là đường Nguyễn Thái Học. Phía trước gì đây là khách sạn New World. Đường Nguyễn Thị Nghĩa vậy. Bên trái là công viên 23 tháng 9. Mà hôm rồi có khu ẩm thực Đường Hầm á. Nằm ở bên trong á. Bên phải thì đây là đường Nguyễn Văn Tráng. Nó chạy thẳng qua đường Lê Thị Riêng, ngày xưa là đường Ngô Tùng Châu đó.
bên phải đây là đường Tôn Thất Tùng, ngày xưa là đường Bùi Chu quý vị. Bên phải là nhà thờ Nguyễn Sĩ. Bên phải là đường Lương Hữu Thắng. Rồi tiếp theo nữa là đường Nam Quốc Cang bên phải quý vị. Rồi phía trước là cái Cống Quỳnh quý vị. Trái là chợ Thái Bình. Thẳng đây là đường Nguyễn Trãi quý vị, ngày xưa là đường Võ Tánh, quận 1. Tay trái là đường Trần Đình Xu. Bên tay trái là đường Nguyễn Cư Trinh đó quý vị. Và bên phải thì là khu nhà của Bộ Công an đại diện phía Nam. Phía trước là ngã tư với đường Nguyễn Văn Cừ quý vị.
thank you, see you quý vị nha.